Ca sĩ Hương Lan sinh năm 1956, là một nữ ca sĩ người Việt nổi danh ở hải ngoại lẫn cả trong nước. Chị được đánh giá là một giọng hát bền bỉ với thời trẻ, là nhạc vàng, nhạc cổ truyền và từng là giọng ca trụ cột cho trung tâm Thúy Nga tại hải ngoại. Ca sĩ Hương Lan lập gia đình lần đầu vào cuối năm 1975 với người bạn diễn là Chí Tâm. Tuy nhiên đến năm 1982 thì hai người ly dị khi đang định cư ở Pháp. Hai người có với nhau hai người con trai. Đầu năm 1986, trong buổi tiệc mừng sinh nhật của ca sĩ Elvis Phương, Hương Lan gặp ông Đặng Quốc Toàn, một kỹ sư cơ khí hàng không. Hai người nảy sinh tình cảm và chính thức đi đến hôn nhân vào năm 1988. Ông Toàn có ba người con trai riêng trước khi về sống chung với ca sĩ Hương Lan. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại ở Mỹ, ca sĩ Hương Lan cho biết: "Chị đang có một đời sống rất hạnh phúc và yên bình. Hương Lan vẫn nhận show đi hát xa mỗi tuần. Cô thường đi diễn ở khá nhiều nước như là Singapore, Úc và các nước châu Âu. Ông xã của chị hiện nay đã nghỉ hưu. Thỉnh thoảng đi show thì hai vợ chồng cùng đi với nhau để thăm bạn bè ở các tiểu bang xa. Hiện nay vợ chồng ca sĩ Hương Lan cũng đã lớn tuổi, nên khi có thời gian rảnh là dành tất cả thời gian để chơi với cháu nội, cháu ngoại. Ca sĩ Hương Lan rất thích sống ở Việt Nam nhưng còn nhiều lý do cô không về sống nơi đây được. Cái chính là sức khỏe hiện tại cần y tế ở Mỹ nhiều hơn. Vào năm 2013 thì Hương Lan có trở về nước để tham gia chương trình Tình Khúc Vượt Thời Gian. Anh Quốc Toản, chồng của ca sĩ Hương Lan cũng đã thu xếp công việc để tháp tùng vợ trong chuyến về thăm quê lần này. Và khi đó thì hai vợ chồng cũng quyết định kỷ niệm 25 năm ngày cưới ngay tại quê nhà. Anh Quốc Toản, chồng của ca sĩ Hương Lan cũng chia sẻ thêm: "Tôi yêu sự hiếu hạnh của cô ấy. Chúng tôi đã đến với nhau vì tình yêu, sự cảm thông và thành thật." Cuộc hôn nhân đầy tiếc nuối của danh ca Hương Lan và nghệ sĩ Chí Tâm. Đã gần 40 năm trôi qua, nghệ sĩ Chí Tâm vẫn được giới nghệ sĩ ngưỡng mộ bởi sự viên mãn về cả gia đình lẫn sự nghiệp. Có được hạnh phúc ngày hôm nay, ông đã từng trải qua không ít sóng gió, đặc biệt là cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng nữ danh ca Hương Lan. Vào năm 1970, khán giả không thể nào quên được các vở diễn đình đám như Nắng Thu Về Ngõ Trúc, Hán Đế Biệt Chư Quân, mà chàng kép đẹp Chí Tâm sánh vai cùng cô đào chánh lừng danh khi ấy là nghệ sĩ Hương Lan. Khi nghệ sĩ Chí Tâm chính thức công khai mối quan hệ với Hương Lan, đông đảo khán giả đã nhiệt thành ủng hộ. Khi ấy, ông là một chàng trai 24 tuổi, còn nghệ sĩ Hương Lan mới vừa tròn 20. Cả hai đều là những nghệ sĩ trẻ tài năng, được mọi gánh hát săn đón. Họ yêu nhau rồi nên duyên vợ chồng năm 1975. Cuộc sống gia đình càng hạnh phúc hơn khi họ chào đón hai cậu con trai kháo khỉnh chào đời. Và sau đó cả gia đình sang Pháp định cư. Sau 7 năm chung sống, cặp đôi nghệ sĩ đã khiến khán giả bất ngờ khi tuyên bố chia tay. Nhắc lại chuyện cũ, nghệ sĩ Chí Tâm cho rằng đó là do duyên số, nhưng phần lớn lỗi lầm đến từ cả hai phía. Sinh được hai người con nhưng họ vẫn là nghệ sĩ trẻ, những ngôi sao sáng trên bầu trời cải lương. Vì thế mà tham vọng tiếp tục đưa đẩy họ sống và cống hiến nhiều hơn dưới ánh đèn sân khấu. Và cũng giống như rất nhiều những cặp đôi nghệ sĩ khác, sau quãng thời gian sống hạnh phúc bên nhau, thì những mâu thuẫn, những xích mích xuất hiện ngày một nhiều. Chính điều đó khiến họ không đủ động lực cũng như tâm trí để tiếp tục giữ gìn tình yêu đẹp thổ nào. Danh ca Hương Lan đòi chia tay rồi đột ngột dẫn hai con qua Mỹ để đến với hạnh phúc mới. Họ vẫn không đổ lỗi cho nhau mà chấp nhận đó là do duyên số. Bởi khi hết duyên, cố níu kéo chỉ khiến mọi chuyện trở thành bi kịch. Danh ca Hương Lan có hạnh phúc mới, thì nghệ sĩ Chí Tâm cũng tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Đó cũng là sự sắp đặt của số phận. Khi mới chia tay, khán giả vẫn thường thấy Chí Tâm và Hương Lan tình tứ trên sân khấu. Họ tin rằng cặp đôi nghệ sĩ này sớm có thể quay lại với nhau. Về sau này, họ đi hai con đường khác nhau nên không còn đứng chung sân khấu nữa. Chí Tâm thì luôn trung thành với tuồng cổ, còn Hương Lan thì thích nghi với xu thế mới nhanh hơn, chuyển sang hát tân nhạc. Quá khứ đã trôi qua, nhưng hạnh phúc hiện tại mới là điều đáng trân trọng. Sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu, thì nghệ sĩ Chí Tâm đã tìm thấy hạnh phúc thật sự của đời mình. Với một người phụ nữ hết mực yêu thương, thủy chung và luôn ủng hộ chồng trong mọi hoạt động nghệ thuật, vợ của nghệ sĩ Chí Tâm tên là Minh Tuyền, và hai người đã có với nhau ba người con gái.